Hello, chào anh em. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đây là gọi là khu vực triển lãm của King Tơn. Thì năm nay là King Tơn làm một cái khu vực triển lãm riêng ở trong cái khách sạn Grand Hyatt. Đây là một khách sạn rất là cao cấp. Đó thì đây mình sẽ bắt đầu từ ngoài cửa vào. Ngoài cửa vào thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có là 6 cái tay đua. Đấy, hãng có giới thiệu mình đây là 6 cái tay đua được tạo bởi AI anh em nhé. Thực chất thì đây là một cái ý tưởng của King Tơn, có nghĩa là người ta sẽ đưa ra 6 cái dòng sản phẩm và mỗi cái dòng sản phẩm sẽ tượng trưng với một tay đua như thế này. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong. Đây là bên trong. Đấy, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để xem là 6 cái tay đua này tương ứng với mỗi cái dòng sản phẩm thì nó sẽ như thế nào. Ok, bây giờ thì cùng vào thôi. Mình sẽ quay cái máy quay lại cho anh em xem nhá. Rồi. Đó, ok, vào thôi anh em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tay đua đầu tiên. Đây là tay đua đầu tiên có tên là Lightning Fury. Cái này thì chắc chắn là nhiều em cũng biết rồi. Đây là một cái bảng giới thiệu về RAM này, RAM và SSD của King Tơn. Thì chắc chắn là không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi. Đây là con King Tơn Fury Renegade. Renegade thì là một cái dòng mà cao cấp nhất của King Tơn. Nhưng mà hơi tiếc là cái dòng này thì rất là ít bán ở thị trường Việt Nam. Kể ra mà dòng này mà bán nhiều thị trường Việt Nam thì sẽ có nhiều anh em thích thú hơn. Và cái dòng RAM này thì nó sẽ có bớt rất là cao. Đây, anh em nhìn này, bớt nó sẽ từ là 6.000 đến 8.000 này. Đó, dung lượng là sẽ từ 16 cho đến 96GB này. Và cái này thì sẽ có 18 cái chế độ RGB. Thực ra thì cái LED mới King Tơn rất là đẹp luôn. Từ dòng Renegade này cho đến dòng Fury Beat, LED đều rất là đẹp luôn. Và bên cạnh của con Renegade sẽ là con Fury Beat. Cái mã này thì anh em gần như là nhẵn mặt rồi, không còn xa lạ gì với anh em xem kênh của mình rồi. Mã này thì lên như cơm bữa luôn, nhất là cái con King Tơn Fury Beat màu trắng này. Đấy, mã này thì lên liên tục rồi. LED rất là đẹp, rất sáng luôn, chuyển màu cực kỳ mượt. Và mã này thì thôi chắc là cũng không cần giới thiệu nhiều. Bớt là từ 4.800 này đến 6.800 này. RAM là từ 8 này đến 128GB này. Đấy, và cái chế độ LED thì nó cũng giống như là con Renegade thôi. Hai con này LED đều cực kỳ xuất sắc luôn anh em nhé. LED cực kỳ sáng xuất sắc luôn. À, đây chính là cái RAM mới mà mình có show cho anh em xem ở một cái clip trước ấy. Đó là những cái bộ PC mà chúng ta không thể nhìn thấy cái RAM đâu, thì đây chính là nó. Hôm qua con cái bộ của MSI ấy là người ta úp luôn một cái block nước ở đây. Nghĩa là cái RAM này là chúng ta sẽ lắp theo kiểu cái này là mình không thấy cái chân tiếp xúc ở đây. Kể ra mà hãng để bên ngoài và nhìn được cái chân tiếp xúc ấy thì nó sẽ ok hơn. Và mình cũng chưa nhìn được cái chân tiếp xúc ở trên main cơ. Thế nên là vẫn rất là cần cái mã này về Việt Nam để show hàng cho anh em xem. Và chúng ta sẽ có là 6 cái lỗ ở đây để bắt ốc nhá. Đấy, hôm qua là mình nhìn thấy là có cái lỗ luôn. Fury Impact anh em nhá. Fury Impact. Cái này thì hiện tại là sẽ chỉ có dung lượng là 32GB thôi. Dual channel luôn anh em nhé, dual channel luôn. Và đây là một cái ý tưởng, đây là hãng có ghi là ý tưởng cho notebook. Cái này rất là hay này, kiểu như là anh em dùng mà notebook mà vẫn muốn RAM hiệu năng cao mà cái kích thước nhỏ gọn đấy thì có thể là dùng con Fury Impact này. Cái này là dùng cho notebook này, laptop này, workstation, người dùng workstation. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có là King Tơn Fury Renegade SSD. SSD thì cái dòng này cũng ít phổ biến ở Việt Nam. Hiện tại thì anh em bán phổ biến nhất ở Việt Nam đó là con King Tơn KC3000 thì là một cái mã mà mình bán siêu nhiều luôn. Đấy, vẫn là một cái giải pháp SSD mà sử dụng là phổ biến nhất của mình, dành cho những anh em nào mà làm việc chuyên nghiệp. Thì đấy là một cái mã SSD mà tốc độ cao này, có DRAM. Và cái con Renegade này cái phân khúc của nó còn cao hơn anh em nhé. Và tốc độ thì nó sẽ là xem nào, up to là 7.300 tốc độ đọc nhá. Và tốc độ ghi là nó sẽ từ là 3.900 cho đến 7.000. Cái này nó sẽ tùy theo dung lượng anh em nhá. Có nghĩa là từ 500 cho đến 4T thì cái tốc độ đọc của nó sẽ khác nhau. Còn tốc độ ghi như là sẽ cố định ở 7.300. Đó. Đây là một cái series Lightning Fury. Đây series của cái anh chàng này này. Đó. Nói chung là ý tưởng của King Tơn năm nay thì rất là hay. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có là anh này tên là gì đây? Anh này tên là Creative Canvas. Đấy. Anh em nhìn hay không? Hay không? Đó. Thì cái này là gì? Chúng ta sẽ có là cái series thẻ nhớ. Cái này thì rất là phù hợp với anh em cái nào kiểu như là dùng máy ảnh này. Đó, dùng máy ảnh này quay phim này, chụp ảnh các thứ thì sẽ rất quan tâm đến cái dòng này.
thì nó sẽ có 3 màu anh nhé, 3 màu, 3 phân khúc. Đó, đầu tiên là màu đỏ này. Màu đỏ thì sẽ là con Canvas Rig Plus V60. Đây là chuẩn mới luôn anh em này. Thông thường thì anh em sẽ chỉ thấy là chữ V30 ở trên thẻ nhớ thôi, nhưng mà con này nó là V60 luôn này. V60 luôn, và chúng ta sẽ có dung lượng rất là cao luôn. Sẽ là từ 128GB cho đến 1TB. Đó, và tốc độ đọc cực kỳ khủng khiếp luôn. Tốc độ đọc là 280m/s và tốc độ ghi là 150m/s. Thực sự đây là một cái tốc độ ghi cực kỳ khủng luôn, và hãng có nhấn mạnh luôn đây là cái thẻ nhớ dành riêng cho kiểu như là anh em quay phim 4K này đó, kiểu như là những cái hệ thống camera cinematic. Cái hệ thống camera cine kiểu như là của Red này thì nó sẽ cực kỳ nặng, cái file nó cực kỳ nặng luôn. Thế nên là anh em cần một cái thẻ nhớ mà có dung lượng lớn và tốc độ đọc cũng phải cực kỳ lớn thì mới đáp ứng được cái dung lượng file quay của cái của những cái máy quay chuyên nghiệp đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái phân khúc gọi là phân khúc tầm trung. Thì cái phân khúc này là hãng có để là cái màu xanh, đó, màu xanh xanh xanh, cái màu xanh này gọi là xanh gì nhỉ, xanh da trời đi. Thì đây là dòng Canvas Go Plus SD. Đó, thì chúng ta sẽ có dung lượng là từ 64GB cho đến 1TB. Đó. Thì cái mã này tốc độ đọc ghi cũng rất là cao luôn anh em nhá. Tuy nó thấp hơn cái con màu đỏ này, thấp hơn màu đỏ, nhưng mà tốc độ đọc ghi vẫn rất là cao, từ 170 đấy, đọc là 170m/s và ghi là 90m/s. Đấy, riêng cái tốc độ đọc ghi như này thì anh em thoải mái chơi với những cái máy quay thông dụng mà quay ở độ phân giải 4K. Ví dụ như là anh em dùng GoPro này, những cái con action camera đó, quay ở chế độ Full HD hoặc 4K đều rất là ngon lành. Đó, hay không anh em? Hay không em? Đó, và đây là dòng thấp nhất. Thấp nhất thì chúng ta sẽ có là một cái màu gọi là màu xanh lá cây. Đây là con Canvas Select Plus SD. Đó, thì cái dung lượng sẽ là từ 64GB cho đến 512GB. Đó, thì tốc độ đọc sẽ là 100 và tốc độ ghi là 85. Thì đây là cái dòng mà hãng có recommend cho cái gì không? Recommend cho Full HD anh em ạ. Đây, Full HD. Cái này thì mình nghĩ là anh em chụp ảnh hoặc là quay video Full HD thì sẽ dùng con này là ok. Và hãng có nhấn mạnh ở cái vấn đề đó là độ bền và cái khả năng chống nước. Đó, rất là hay luôn. Đây là anh Creative Canvas. Trông như kiểu người trông hay anh em nhỉ? Hay vãi. Tiếp đến anh thứ ba thì chúng ta sẽ có là anh Gordon Iron Key. Đây, tại sao lại tên là Gordon? Chúng ta sẽ ngó qua một chút về cái series như thế nào nhỉ? Đây là một cái giải pháp mở rộng bộ nhớ mà có tính bảo mật rất là cao. Thì cái này dành cho cái gì? Mình sẽ nói luôn về cái đối tượng khách hàng sử dụng cái này. Đối tượng khách hàng ở sử dụng những cái bộ nhớ như này không phải là những cái người dùng thông thường, mà đây là dành cho những cái người mà anh em biết những cái đơn vị quân đội không? Những đơn vị quân đội hoặc là những cái đơn vị nhà nước hoặc là những cái đơn vị của chính phủ ấy mà cần lưu trữ dữ liệu mà có tính bảo mật siêu siêu cao thì thường là người ta sẽ dùng những cái dòng này. Những cái dòng này là không dành cho anh em phổ thông đâu. Thường là những anh em phổ thông là ít khi mà dùng những cái dòng USB hoặc là những cái giải pháp bộ nhớ gắn ngoài như thế này, mà thường là sẽ những cái đơn vị mà cần những cái tính bảo mật cực kỳ cao, những cái doanh nghiệp lớn đó, bảo mật dữ liệu này, hoặc là chính phủ này, hoặc là quân đội đấy, thì sẽ dùng cái dòng này. Và chúng ta sẽ có là ba cái dòng chính em nhé. Cái này thì đơn giản thôi, cái này rất đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là con Kingston Iron Key VP80 External SSD. Thì ở đây là một con ổ cứng mở rộng. Tốc độ đọc ghi thì rất là bình thường anh em nhé. Thường thì những cái dòng này là hãng sẽ không nhấn mạnh về tốc độ đọc ghi đâu, mà hãng sẽ nhấn mạnh về cái tính năng bảo mật. Đó, chúng ta sẽ có là một cái màn hình. Chúng ta sẽ có một cái màn hình ở đây. Đây là một cái màn hình cảm ứng anh em nhé. Và cái màn hình cảm ứng này thì anh em có thể là cài password đấy, và bấm password trên cái màn hình này luôn. Thì sau khi mà vào password thì chúng ta mới sử dụng được. Đó, và chúng ta sẽ có là multi password option. Hình như là cái mã này có một lần ấy, mình đi sự kiện ở Kingston ấy, thì hãng có báo là cái này nó có một cái chế độ đó là bao nhiêu phút thì nó đổi password một lần cơ. Rất là hay luôn. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có dòng tiếp theo, đó là đây là Kingston Iron Key Keypad 200. Thì
đơn giản thôi anh em nhìn này, đó. Đây là một cái USB. Đây là một cái USB nhưng mà có tốc độ đọc rất là cao, tốc độ ghi rất là cao. Đây anh em nhìn này. Đó, sẽ là từ 145M cho đến 280M. Thì mình nghĩ là cái tốc độ đọc này nó sẽ tương ứng với hai cái chuẩn. Đấy, hai chuẩn kết nối là một là Type A, hai là Type C. Khả năng Type C sẽ là 280, còn Type A sẽ là 145. Cái này thì anh em nhìn là cũng biết rồi. Đấy, chúng ta có thể là cài password ở đây. Cài password ở đây. Đó, và sẽ có hình cái khóa ở đây. Còn sử dụng như nào thì chắc chắn là mình không biết dùng rồi. Vì đã được trải nghiệm cái này bao giờ đâu. Đó, nhưng mà đại khái là nó sẽ như thế. Chúng ta sẽ cài password trực tiếp ở trên cái SSD. Chúng ta sẽ cài password trực tiếp ở trên cái USB này và sử dụng cái password này khi mà làm việc. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái dòng gọi là dòng thấp nhất của cái dòng Iron Key. Thì ở đây là con Kingston Iron Key Vault Privacy 50. Thì ở đây là một cái dòng gọi là nó không có cái nút bấm ở đây. Đấy, có nghĩa là hãng có báo mình đây là một cái mã mà chúng ta sẽ cắm vào máy, và khi mà cắm vào thì nó sẽ hiển thị một cái bảng là ấn password. Thì chúng ta sẽ là sử dụng cái password ở trên cái máy tính luôn, chứ không dùng cái password là nút bấm cứng như thế này. Đó, thì đây là cái giải pháp gọi là bộ nhớ di động bảo mật cao của Kingston. Đó, đây là anh Gordon Iron Key anh em nhé. Và đây là anh tay đua thứ tư anh em nhé. Tay đua thứ tư thì tên là về đọc khó đây anh em. Có anh em nào giỏi tiếng Anh đọc của mình phát. Cái gì đây? Versatile Data Chef. Sorry anh em vì cái khả năng tiếng Anh của mình gọi là gà công nghiệp luôn. Anh em nào biết đọc của mình phát nhá. Và quan trọng nhất vẫn là cái series sản phẩm của Kingston. Đó thì chúng ta sẽ có là ba cái dòng SSD, ba cái dòng USB ở đây. Tí nó đọc nhầm SSD. Đấy thì chúng ta sẽ có là đầu tiên là một con Data Chever SE9 Gen 3. Thì đây là một cái mã gọi là cái mã gì nhỉ? Cái mã USB mà nó rất là quen thuộc với anh em Việt Nam luôn, thề luôn nhá. Cái mã USB này đi đâu cũng gặp luôn. Ở mấy anh em kiểu như là cóp dữ liệu này, hay là cài Win dạo này, hay là các thứ là dùng cái mã này nhiều vãi chưởng luôn anh em nhá. Và thậm chí là cái mã này người ta còn OM gọi là đặt logo lên, Kingston sản xuất đặt logo lên để tặng, làm tặng quà tặng đối tác khách hàng, thường là như thế này. Đó, mình cũng đang có một cái như này này. Đó thì cái mã này thì tốc độ đọc của nó sẽ là 220 m/s anh em nhá. Tốc độ đọc này thực ra rất là cao anh em ạ, rất là cao luôn. Như thế này đã bằng một nửa cái SSD SATA rồi, rất cao luôn này. Và dung lượng thì chúng ta sẽ có từ 64GB cho đến 512GB. Và cái giao tiếp của nó sẽ là Type A anh em nhá. Cái này chỉ có một cái chuẩn A ở đây thôi. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có là một cái USB khá là dị. Cái này khá là dị luôn anh em ạ. Đây. Đây là một con Data Chever Micro Duo 3C. Tại vì sao nó là Duo anh em biết không? Tại vì sao là Duo? Tại vì là nó có hai cái đầu anh em ạ. Đây. Ở dưới này, ở dưới chúng ta sẽ có một đầu A. Đó, và ở bên trên thì chúng ta có một đầu C. Và khi mà nhổ cái này ra thì chúng ta sẽ thấy cái đầu C. Đấy, thì đây là một cái mà nó có hai chuẩn kết nối luôn. Và nãy mình có hỏi cái bạn hướng dẫn ấy thì bạn ấy bảo là cả hai đầu này thì đều có chung một tốc độ, có nghĩa là cả hai đầu đều chung một cái tốc độ là 200m/s luôn. Đấy, rất là cao luôn. Và cái con này thì dung lượng sẽ từ 64GB cho đến 256GB. Đấy, khá là ngon lành. Khá là ngon lành, hai đầu luôn này. Tiếp đến là dòng thứ ba. Dòng thứ ba thì mình sẽ có là con Data Chever Max. Ui. Cái mã này cái tốc độ của nó cực kỳ khủng luôn anh ạ, rất khủng luôn. Không biết là có phải là cái chuẩn A nó có được như này không nhỉ? Rất cao luôn anh em ạ. Đây là hãng đang demo một cái USB mà chuẩn A, giao tiếp A anh em nhá. Giao tiếp A nhưng mà anh em cái tốc độ này. Tốc độ dã man luôn, tốc độ là up to 1000 m/s luôn. Sợ nhỉ? Tốc độ rất cao luôn. Và cái mã này thì dung lượng sẽ từ 256 cho đến 1T. Đấy, và nó sẽ có hai tùy biến anh em nhá. Nó sẽ có hai option là một đầu một cái là giao tiếp là Type A, một cái là giao tiếp là Type C. Đó. Ui, cái này sao tốc độ nó cao đấy nhỉ? Rất là dài luôn. Thì mình nghĩ là cái mainboard của chúng ta phải có một cái chuẩn giao tiếp Type A mới nhất thì nó mới đạt được cái tốc độ như thế này. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có là một cái anh ok anh này kiểu người châu Á anh em này. Steadfast Enterprise. Enterprise. Thì chắc chắn là đọc cái tên là anh em cũng biết là đây là cái giải pháp gì của Kingston rồi. Chúng ta sẽ có là một cái RAM ECC. Đó, ECC. Tuy nhiên thì nó đang có một cái vấn đề như này. Đó là trước kia thì anh em dùng RAM ECC thì thông thường là sẽ chỉ dùng RAM kiểu DDR4 thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có RAM ECC DDR5 luôn. Đây là một cái RAM ECC DDR5 luôn anh em nhá. Đó. Hay không?
Đương nhiên là DR5 thì chúng ta sẽ có là cái tốc độ rất là cao rồi. Cái này thì nó sẽ có bớt là từ 4800 cho đến 5600. Anh em nào mà hiện tại mà chơi RAM SSD thì có thể tham khảo con này. Đấy, và đương nhiên là chúng ta vẫn cần một cái mainboard mà sử dụng RAM SSD mà sử dụng RAM DR5 rồi. Đấy thì mới cắm được cái RAM này vào, và nó vẫn có cái bảo hành trọn đời anh em nhá. Đó, vẫn có cái lifetime warranty. À không phải trọn đời mà là bảo hành trọn vòng đời. Đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái SSD SATA. Rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại có một cái SSD SATA ở đây, nhưng mà ở đây không phải là một cái SSD SATA thông thường, mà đây là một cái SSD SATA mà chuyên cho data center anh em nhé. Có nghĩa là nó cực kỳ bền luôn, độ bền cực kỳ cao luôn. Đây là con SSD SATA dòng Enterprise của Kingston. Nói chung là đây là những cái dòng mà nó đánh mạnh vào cái tính ổn định cực kỳ cao. Thường là anh em kiểu doanh nghiệp hoặc là chạy workstation thì sẽ dùng cái dòng này. Đó. Và sẽ còn một cái tay đua cuối cùng. Đấy thì mình sẽ chờ đơn vị kia quay xong thì mình sẽ chuyển sang cái nhân vật cuối cùng cho anh em xem nhá. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với anh Swift XS. Đó. Swift XS thì đây là một cái giải pháp mà ổ cứng di động của Kingston. Thì cái mã này thì khá là quen thuộc ở thị trường Việt Nam rồi. Mã này mình thấy là đã bán thương mại khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ có hai dòng anh em nhá. Đầu tiên sẽ là XS1000. Đó, XS1000 thì nó sẽ có hai màu, một là màu đỏ này, hai là màu đen. XS1000 thì thực chất là nó sẽ khác con XS2000 phần lớn ở cái tốc độ thôi. Thì chúng ta sẽ có là tốc độ là tới là 1050 mê trên giây. Đó, và sẽ có hai dung lượng là 1T đến 2T. Và cái này siêu nhẹ luôn anh em nhé, siêu nhẹ luôn, chỉ 29 gram thôi. Đó, thì đây là con XS1000. XS1000 thì mình nghĩ là nó sẽ dùng cho cái nhu cầu gọi là phổ thông, lưu trữ phổ thông anh em. Đó, và tiếp đến thì chúng ta sẽ có là con XS2000. Đó, XS2000. XS2000 thì nó sẽ có một cái này rất là hay này. Đây, hãng có đi comment luôn, đó là XS2000 thì sẽ cho Vlogger. Đó, Vlogger Best Companion. Đó, thì cái này là chúng ta sẽ có là tốc độ rất là cao luôn anh em nhá. 2000 luôn này. Và cái dung lượng của nó sẽ là khá đa dạng, dung lượng khá đa dạng hơn là cái XS1000 khá là nhiều. Sẽ là từ 500 cho đến 4T. Đó, và có một cái điểm rất là hay nữa. Đây là một cái SSD mà nó có chuẩn là IP55. Có nghĩa là chúng ta có thể là chống nước nhẹ này, chống nước nhẹ và chống sốc nhẹ. Đó, rất là hay luôn. Và cái này nó còn hỗ trợ cả iPhone luôn anh em nhé, iPhone ProRes đi co. Có nghĩa là anh em nào ấy mà dùng iPhone thì có thể là dùng cái mã này, iPhone 15 thì nó sẽ có cái đầu Type-C thì anh em hoàn toàn có thể là dùng cái SSD này. Đó, và dùng một cái dây hai đầu Type-C cắm vào iPhone dùng là rất là ngon lành luôn. Đó, như vậy là mình đã view xong 6 tay đua. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ có một cái khu vực ở chính giữa này thì sẽ có một cái sản phẩm rất là hay mình muốn giới thiệu đến anh em. Đây là Kingston Fury Renegade. Đó, Renegade, nhưng cái thiết kế nó lại khác hoàn toàn. Anh em nhìn này, thiết kế khác hoàn toàn so với con Renegade kia. Chúng ta sẽ có là một cái thiết kế hai mảng màu anh em nhé. Hai mảng màu là cái mảng màu đen này, đó, và một cái mảng màu đỏ, và sẽ có một cái biểu tượng logo của Fury ở đây. Và đây là cái giải led của nó. Đấy, đây là cái giải led mà mình thấy là cái phần miếng led này nó rất là dày. Đấy, rất là dày luôn. Đây mình này, thiết kế này này, đây là cái thiết kế mình thích hơn khá là nhiều so với cái dòng Renegade kia thì nhìn nó có vẻ là nó hơi kiểu gaming, kiểu hầm hố. Đấy, nhưng mà cái mã này thì trông nó mượt hơn khá là nhiều. Đấy, và đây nó vẫn thế thôi, nó vẫn là cái RAM mà có cái gì nhỉ, có cái bớt là lên tới 8000 này, bớt 8000 này. Đó, và cái dung lượng RAM sẽ là từ 24 cho đến 48GB. Đó, và cái này thì nó sẽ có 19 preset RGB. Và đây hãng có demo luôn anh em nhìn này. Đây là một cái mô hình xe đua F1. Đấy, mô hình xe đua F1 này. Đó, và hãng là có để luôn RAM ở chính giữa. Đấy anh em nhìn này, đẹp không? Đây là cái chế độ mà ngọn lửa, mình biết chế độ này, đây là chế độ ngọn lửa trong cái phần mềm Fury Control. Hơi tiếc là nó không đổi sang RGB nhỉ, kể ra mà. À đây, nó lại đổi led anh em này. Đấy. Và không biết là anh em nhìn video thế nào. Còn cái led này ấy, cái led này ở bên ngoài nó rất là mượt luôn, rất là mượt, đều, độ sáng cao, và bốn cái RAM này này, bốn cái thanh RAM này là tạo thành một cái miếng RAM rất là đẹp luôn. Đó, đẹp không anh em? Đây là con Kingston Fury Renegade, cái phiên bản Limited Edition anh em nhá. Rồi, tiếp đến.
mình sẽ trải nghiệm thử, mình sẽ trải nghiệm thử cái này. Đây em nhìn này, hiện tại thì đang có một cái anh ấy đang trải nghiệm, đây đang trải nghiệm cái khá là vui luôn. Anh làm rất là vui luôn, vì là cái này á, cái này là cảm giác như thật luôn anh em ạ. Một lát nữa là mình sẽ lên mình lái thử cho anh em xem nhá. Và đây chính là cái hệ thống giả lập đua xe mà mình vừa trải nghiệm anh em nhá. Đó, rất xịn luôn, thực sự rất xịn luôn. Và cái hệ thống này thì hãng có demo là đang sử dụng cái RAM của Kington và SSD của Kington luôn. Và đây là RAM SSD phân khúc cao cấp nhất của Kington. Đó, RAM là RAM Renegade luôn. Và SSD cũng là SSD Renegade. Đó, cái RAM này thì mình vừa mới show cho anh em xem rồi nhá. Đó, đây là cái bản limited này. Còn đây là SSD Fury Renegade. Renegade thì cái mã này có tốc độ rất là cao này. Đó, cái mã này thì mình cũng vừa view cho anh em xem rồi. Và hãng có demo, có nghĩa là hãng muốn nhấn mạnh với anh em đó là khi mà một cái hệ thống giả lập mà sử dụng RAM và SSD của Kington thì sẽ mang lại cái tốc độ trải nghiệm rất là cao và mượt mà. Đó, đơn giản như thế thôi ha. Và có một cái khu vực này khá là hay này, có một khu vực này khá là hay. Đây là cái khu vực mà mình sẽ soi cái chân giao tiếp của con RAM Impact ấy, để xem là cái chân giao tiếp của con RAM Impact nó sẽ như thế nào. Ở đây là hãng có demo ở hai cái main luôn. Mình chờ anh này xong là mình sẽ vào mình xem là cái chân kết nối của cái RAM nó sẽ như thế nào. Mình đang khá là tò mò về cái cổng kết nối. Anh em chờ một lát nhá. Và đây chính là cái khu vực mà bày cái con RAM Impact này anh em này. Đấy, đây là cái RAM mà mình đang rất tò mò về cái cổng kết nối của nó. Đây, anh em nhìn này, Fury Impact. Và đây là cái chân của nó. Đấy, anh em nhìn này. Ui, ảo nhờ, anh em nhìn cái chân này. Ôi, cái này không lấy nét được anh em ạ. Đây, chờ chút để mình lấy nét cho anh em xem. Lấy nét được không? Đây. Ồ, như nào ta nhỉ? Cái này là như nào nhỉ? Cái này là cái chân này nó sẽ tiếp xúc như nào? Tiếp xúc vào cái phần màu vàng này anh em. Ôi, ảo nhờ. Anh em nhìn này, cái chân tiếp xúc rất là lạ luôn. Và đây là cái RAM của chúng ta. Và cái RAM này thì hãng đang demo ở hai con main. Đầu tiên là một con main Rockchick Maximus Hero và dùng RAM chuẩn mới. Cái này thì anh em phải đi nước mới đẹp anh em ạ. Chứ còn nếu mà anh em mà cắm cái RAM mà để như thế này thì nhìn nó lại không được đẹp lắm. Và hiện tại thì đây, anh em nhìn ở đó, có bốn cái ốc này nên là mình không tháo được. Kể ra mà tháo ra được mà xem được cái cổng kết nối trên main ấy thì nó sẽ hay hơn. Đấy, kể ra mà tháo được thì hay hơn. Và đây là cái RAM và đây là cái chuẩn kết nối. Anh em nhìn gì không? Lạ nhờ, lạ vãi trưởng luôn. Đấy, ở đây thì hãng có demo là main của Asus, đó, một con Maximus Hero và một con main của MSI. Đây là con main của MSI này. Đó, hai con main. Nhưng mà mình vẫn đang thắc mắc cái chuẩn kết nối này. Anh em nhìn thấy không? Dị vãi luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lại di chuyển tiếp sang khu vực khác. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với khu vực là AIPC của Kington. Kington thì ở đây là người ta có demo bộ AIPC anh em nhé. Đó, AIPC. Và đây người ta có trưng bày luôn cái một cái SSD mới anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Đây là một cái SSD mà nó như nào? Đây hãng còn người ta ghi nhấn mạnh ở đây. Đấy, đây là một cái SSD mà dùng cho laptop này. Và nó là dạng là small form factor. Có nghĩa là đây là một cái SSD mà nó có form factor là dạng nhỏ hơn SSD bình thường anh em nhé. Đó. Và đây có tên là Kington Canting Bay. Và đây là cái tốc độ của nó. Tốc độ là
tốc độ đọc là 6.000 này, tốc độ ghi là 5.000 đó, và cái dung lượng sẽ là từ 500 cho đến 4T đó, và đây là một cái SD Gen 4 anh em nhá. Đó, và ở dưới, ở phía dưới của cái SD này chúng ta sẽ có là một cái RAM Fully Renegade màu trắng đó. Cái này RAM này thì mình cũng đã show cho anh xem rồi, nhưng mà có cái SSD này là mới này, SSD này là chuẩn mới này đó. À, bên cạnh thì người ta cũng trưng bày là cái RAM SSD DDR5 đấy, và cái SSD dòng Enterprise, cái này thì mình cũng vừa show cho anh xem rồi. Và đây là cái bộ AIPC này thì dùng là cái vỏ cây là của Tuk Gaming này. Đấy, vỏ cây Tuk Gaming này. Main Tuk Gaming luôn. Cái tản nhiệt Tuk luôn. Cạc đồ họa Tuk luôn. Nhưng mà cạc lại là cạc Radeon anh em nhá. Cạc Radeon. Đây là cái cấu hình này, cấu hình của nó đây. Cấu hình của nó đây, chúng ta sẽ có là một con main là Asus là B650E này. Cạc là 7800XT anh em nhá, 7800XT này. Full Tuk luôn. Tản là LC2 Tuk này, nguồn là Tuk 850 này, vỏ là Tuk GT502 này. Ôi, nói chung là full bộ này là của Tuk Gaming hết. Và đây con chip đây, chip là 8700G anh em nhé, Ryzen 7 8700G. Đấy, và đây chúng ta sẽ có một cái bộ PC, gọi là AIPC của Kington. Chúng ta thấy này, AIPC. Đó, đây sử dụng một cái PC có thể gọi là Full Tuk Gaming. Và đương nhiên là không thể thiếu được rồi, RAM của Kington. Đây là RAM Kington Fully Renegade. Để mình đo sáng lại cho nó lấy nét được cái giải LED của nó. Giải LED cực kỳ mượt và đẹp luôn anh em nhá. Chuyển màu cực kỳ mượt đẹp. Đó, nhưng mà độ sáng rất cao luôn, chói mắt luôn anh em nhá. Và đây là cái SD Kington Canting Bay. Đấy, Canting Bay. Hãng có lắp ở đây luôn. Và ở đây thì người ta có mô phỏng một cái phần mềm gọi là, đây anh em nhìn này. Đây là một cái ca sim này, nó sẽ mô phỏng va chạm hoặc là mô phỏng cái xe ô tô. Cái này thì khá là phù hợp cho anh em nào mà kiểu như là nghiên cứu về ô tô qua cái công nghệ AI. Anh em nhìn này, đấy, người ta đang mô phỏng là cái ô tô này nó đi như thế nào này, nó gặp vật cản như thế nào này. Đó, hoặc là nó sẽ va chạm như thế nào đấy, hoặc là có những cái vật gì ở phía dưới này đó, thì nó sẽ mô phỏng, và thậm chí là nó mô phỏng được cả gió này đấy, và mô phỏng được cả airflow của cái môi trường bên ngoài vào cái thân vỏ của cái xe ô tô này đấy. Ở đây người ta có đang tính toán AI ở đây. Nói chung là năm nay thì thực sự là một cái năm có thể gọi là một cái năm của AI. 2024 là một cái năm của AI, bùng nổ AI luôn, AI gọi là AI everywhere luôn, anh em đi đâu thấy AI luôn đó. Và cuối cùng thì mình sẽ show cho anh em một cái mô hình này, không biết phải mô hình không nhỉ, mô hình xe đua to vật vã luôn anh em nhé, to vật vã luôn. Và ở đây thì người ta có ghi là chỉ display only thôi, có nghĩa là chúng ta không thể ngồi đây được đấy. Ngồi đây có khi là hãng bế ra luôn đấy. Anh em nhìn đẹp không? Đây là một cái mô hình xe ô tô rất là đẹp. Không biết là mô hình hay xe thật anh em nhỉ? Anh em nhìn nhé. Đó. Bánh xe các thứ là như thật luôn này. Anh em nhìn này, bánh xe như thật luôn này. Giảm sóc đồ các kiểu này. Đấy. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái đây cái gì anh em? Ôi không biết cái này luôn. Cái này thì không biết gì luôn. Đó, anh em có thể xem qua về cái mô hình xe đua ngày hôm nay. Đấy, mô hình này thì sẽ đặt dưới một cái logo Kington rất là lớn ở đây. Đó. Ok không anh em? Đẹp không? Đấy. Khá là hòm hòm rồi. Gian hàng của Kington hôm nay rất là đông. Anh em nhìn thấy rất là đông luôn. Đó, rất là đông và khá nhiều thứ hay ho. Đấy. Như vậy là cái xe đua này cũng là cái mà kết thúc cái boot tour của mình ngày hôm nay. Đó thì hy vọng là cái video này thì sẽ mang lại cho anh em nhiều cái thông tin hữu ích. Đấy thì hôm nay là chắc là dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.